Hello các anh em, Thả Tim, chúc sức khỏe mọi người. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm có thể gọi là mới nhất của nhà Jean-Paul Gaultier, Scandal. Nhưng ở đây là phiên bản của nam chứ không phải là một phiên bản nữ mà rất được các chị em ưa chuộng. Cũng như mọi lần, mình sẽ chia sẻ đến các anh em cái cảm nhận của mình về mùi hương, những cái điểm mình cảm thấy tốt và chưa tốt về mùi hương của chai nước hoa này. Và cái kết luận của mình dựa trên quan điểm cá nhân của mình, đó là chúng ta có cần thiết phải sở hữu chai nước hoa này hay không. Đó. Vậy nếu như các bạn có lần đầu xem channel này của mình thì mình rất hy vọng mọi người có thể bấm like và subscribe để có thể ủng hộ mình, để mình có thể có nhiều cơ hội chia sẻ đến mọi người những cái gì mình biết về thế giới mùi hương. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video này của mình nhé. Ok, lên đường. Ok các anh em, trước tiên chúng ta hãy cùng nói về mùi hương của Jean-Paul Gaultier Scandal Nam. Đối với mình thì mùi hương chai nước hoa này nó vẫn mang những yếu tố đặc trưng của nhà nước hoa này. Đó là thông thường những cái mùi hương có thể gọi là khá là ngọt, hiệu năng mùi rất là khủng, có thiên hướng unisex kể cả lẫn chai nước hoa nam. Thế nhưng các chị em hoàn toàn có thể sử dụng được. Và cái thứ ba đó là không phải ai cũng có thể sử dụng được chai nước hoa này. Tất nhiên nếu chúng ta muốn chúng ta có thể xịt. Thế nhưng những cái sản phẩm của nhà Jean-Paul Gaultier đa phần nó có một cái thiên hướng nó hơi dạng như kiểu playboy, hơn một cái gì đấy nó một chút gì đấy chất chơi, một chất gì đấy nó gọi thế nào nhỉ? Nó hơi không thể gọi là lãng tử, thế nhưng nó có một cái gì đấy nó không được theo một cái khuôn phép cho lắm. Đó thì mình nghĩ rằng các anh em nào nếu muốn xịt những sản phẩm của nhà Jean-Paul Gaultier thì chúng ta cũng hơi bị kén cái style của chúng ta. Nếu như các anh em nào mà giống như kiểu là cậu thanh niên ngoan hiền mà xịt sản phẩm của nhà nước hoa này thì nói thật là nó rất là lệch pha. Đó thì bản Scandal Nam này nó cũng phải là ngoại lệ. Đối với mình khi mình mới xịt chai nước hoa này thì một cái mùi ngọt rất là ngọt. Đó là có một vị ngọt của caramel, nhưng nó không phải là ngọt lịm mà nó ngọt hơi cháy một chút. Đó. Và sau khoảng 30 đến 1 tiếng thì bắt đầu cái vị ngọt đã lắng dần xuống và một cái vị thơm rất đặc trưng của cây sô thơm, của cái nốt cây sô thơm nó hiện hữu lên và nó bám dai dẳng từ lúc đó cho đến khoảng 12 tiếng sau. Rất là khủng khiếp. Nói chung đây không phải là một mùi hương nó quá đặc biệt. Nó có một cái thiên hướng khi mà mới xịt thì giống như kiểu một mùi của gourmet, mùi thực phẩm, và sau đó cái tông ngọt nó dịu xuống và những cái nốt hương của aromatic một chút, nói thế nào nhỉ, một chút thơm nồng, một chút thơm nhẹ nhàng, nó dry down, nó bám trên da rất là bền bỉ. Đó thì đấy là những cảm nhận của mình về mùi hương chai nước hoa này. Có thể gọi là khi mà chúng ta ngửi Scandal Nam, chúng ta sẽ có cảm thấy đó, ở đó có thể là Le Mé Le Parfum, One Million của nhà Paco Rabanne hoặc là Le Mé, khá là mỗi thứ một chút. Chúng ta sẽ cảm thấy ở đâu đây những cái sản phẩm, những cái mùi hương của những cái sản phẩm đó. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cảm nhận của mình về những cái điểm tốt và chưa tốt ở chai nước hoa này. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nói về những cái điểm tốt của Scandal Nam. Điều đầu tiên đó là đây không phải là một mùi hương độc đáo. Thế nhưng chúng ta khi mà xịt vào mùa đông, các anh em sẽ yên tâm rằng chúng ta sẽ nhận được những lời khen. Đấy là điều mình cảm nhận khá là rõ ràng ở chai nước hoa này. Mặc dù đây không phải là một cái mùi hương quá là mới mẻ, nó không phải là một cái gì sáng tạo, nó quá là lớn lao. Thế nhưng ở cái mùi hương này nó có những cái đặc điểm mà rất dễ định mũi của những người xung quanh khi mà chúng ta xịt, của những người ngửi ấy. Khi mà chúng ta xịt mùi hương này thì cái mùi hương này nó rất là nịnh mũi. Đó, kể cả là các anh em, các chị em, cái dry down của nó sau tầm 1-2 tiếng. Và chúng ta thử tưởng tượng khi mà chúng ta xịt cái mùi hương này vào trời ngày đông, một cái trời gió lạnh nó khá là lạnh ấy, có thể là mưa chẳng hạn, và một cái mùi hương ngọt nó vừa đủ và chúng ta ngửi, thì mình nghĩ rằng mọi người xung quanh khi mà ngửi mùi hương của Scandal Nam sẽ rất là khen ngợi. Mặc dù nó không phải là một mùi hương quá là mới mẻ, thế nhưng chúng ta sẽ nhận được những lời khen nếu sử dụng nó vào mùa đông và mùa lạnh. Đấy là cái điểm mình cảm thấy tốt ở chai nước hoa này. Điều tốt thứ hai ở chai nước hoa này đó là chúng ta sẽ có thêm một cái sự lựa chọn mùi hương để đi party, đi những quán bar, đi bay cả đêm. Bởi vì với một cái hiệu năng mùi, một tông mùi nó có thiên hướng unisex và nó nói chung là đối với mình cảm thấy là nó khá là sexy,
thì chúng ta xịt vào những cái dịp mà chúng ta đi giao lưu, chúng ta có thể đi party, chúng ta có thể đi karaoke, đi bar, thì Scandal Nam sẽ là một cái sự lựa chọn khá là thú vị trong những cái list chai nước hoa dùng để đi bar. Và đây là cái điểm mình thấy là tốt thứ hai ở chai nước hoa này. Điểm mình thấy tốt thứ ba ở chai nước hoa này đó là hiệu năng mùi của nó, có thể gọi là beast mode, mốt quái vật gì đấy, một cái gì đấy 24 giờ trên 24 giờ, thực sự là khủng khiếp. Bởi vì chỉ cần 1-2 sọt ở chai nước hoa này, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin nó có thể bám trên 12 tiếng, bất kể là chúng ta có rửa, chúng ta có thể đi lại như thế nào không thành vấn đề. Đối với nó không là một cái xi nhê gì cả, nó có thể bám bền bỉ trên da chúng ta. Và đây là một cái điều mình cảm thấy rất là phải quá đáng sợ quá, bởi vì bám tốt quá không phải là tốt. Nhưng nói đi nói lại, đây là một chai nước hoa có hiệu năng mùi cực kỳ khủng khiếp. 1-2 sọt thôi nó có thể bám trên da chúng ta hơn 12 tiếng đó. Thì tổng quát lại, 3 điểm mình cảm thấy tốt ở chai nước hoa này đó là, mặc dù nó không phải là một mùi hương quá độc đáo, nhưng mình nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể nhận được những lời khen khi sử dụng nó vào mùa đông. Điểm tốt thứ hai đó là chúng ta sẽ có thêm một cái sự lựa chọn để đi giao lưu, đi trong những cái dịp mà event to lớn ấy, kiểu như là đi bar, đi là gọi là ăn chơi nhảy múa, một cái mùi hương ngọt ngào, một cái mùi hương ghi điểm trong một không gian rộng, thì Scandal Nam rất là tốt. Và điểm tốt thứ ba, hiệu năng của mùi khủng khiếp. Đấy là 3 điểm mình cảm thấy tốt ở chai nước hoa này. Ok các anh em, còn điểm mình cảm thấy chưa tốt ở chai nước hoa này, điều đầu tiên, đây không phải là một mùi hương mà chúng ta có thể mua mà không cần thử mùi. Chai nước hoa này chắc chắn rằng là chúng ta không thể dựa vào những review, chúng ta không thể dựa vào những comment của những người khác và sau đó chúng ta quyết định hạ tiền để mua mà không cần ngửi mùi. Bởi vì nếu không, đây sẽ là một quyết định rất là sai lầm của các anh em. Cái chai nước hoa này nó không phải là một mùi hương tệ, thế nhưng nó không phải là một chai nước hoa mà chúng ta có thể tự tin mua mà không cần thẩm mùi. Và mình cho rằng đấy là một cái điểm chưa tốt ở chai nước hoa này. Điểm mình không thích thứ hai ở chai nước hoa này, như mình đã nói ở đầu video, mùi hương này nó không tệ, thế nhưng nó không phải là một cái gì đấy nó quá là mới mẻ. Chúng ta sẽ gặp được rất nhiều ở những chai nước hoa khác mà đã ra mắt trước sản phẩm Scandal Nam này. Thì điều đó đồng nghĩa rằng nếu như chúng ta mua và xịt thì mình nghĩ rằng nó sẽ khó có một cái cảm giác bùng cháy, bùng lên này. Thì sẽ rất là khó, bởi vì như mình đã nói, nó lặp lại một cái đại khái là chúng ta có thể sẽ nhận thấy rằng ở đâu đó, ở một lúc nào đấy, chúng ta đã từng ngửi thấy mùi hương của Scandal Nam đó. Và đấy là 2 điểm mình cảm thấy không thích ở chai nước hoa này. Tổng quát lại, chúng ta có cần thiết phải sở hữu chai nước hoa Jean Paul Gaultier Scandal Nam này hay không? Câu trả lời của mình rằng nếu như chúng ta cần một mùi hương có thể sử dụng hàng ngày, mọi dịp, mọi nơi, thì đây không phải là một chai nước hoa mà chúng ta quá cần phải sở hữu. Có rất nhiều những sản phẩm khác, mùi hương khác mà mình nghĩ rằng các anh em sẽ có thể tận dụng được cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để bóc lột được nó. Còn với Jean Paul Gaultier Scandal Nam thì không. Và nếu như các anh em nào thuộc tip đại khái, nói chung là chúng ta thích một cuộc sống đầy năng lượng, một cuộc sống đầy vui nhộn, có thể là ngày hôm nay chúng ta đi karaoke, ngày mai chúng ta đi bar, chúng ta đi tụ tập, đại khái nói chung là cuộc sống nhiều niềm vui, và chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương nào nó thể hiện được, nói chung là để ghi điểm trong những cái dịp đấy, chúng ta đang rất cần một cái mùi hương nào đấy để có thể giúp chúng ta vui trọn đêm nay, thì Scandal Nam mình nghĩ rằng nó sẽ là một trong những sự lựa chọn thú vị. Còn lại thì tất nhiên đấy là cái quan điểm của mình, đây không phải là một mùi hương tệ, thế nhưng mình nghĩ rằng nó không phải là một chai nước hoa quá cần thiết phải sở hữu đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em những cảm nhận của mình về mùi hương của sản phẩm Jean Paul Gaultier Scandal Nam. Mình rất hy vọng mọi người cảm thấy thích điều này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.